Đây, nồi cá rô kho tộ nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay mình sẽ ăn cho nó thanh lọc cơ thể một chút. Là mình sẽ cá rô, mình sẽ kho tộ. Chị mưa gió bắt được 3 cá rô này các bạn. Đó, đem về kho tộ. Ăn cứ là cải thìa luộc nha các bạn. Khổ qua, gừng và trái bầu. Này là đi hái không đó bạn, cái này là đi hái không đó. Chào các bạn nha các bạn, hôm nay là mình sẽ làm món cá rô kho tộ ăn với cải thìa luộc, khổ qua gừng luộc, bầu luộc nha các bạn. Đây, cá rô mình làm cá sạch rồi nha các bạn. Mình sẽ kho cá rô kho tộ. Ăn với luộc. Nhất cái nách. Cá rô mà các bạn đã kho tộ rồi mà ăn với cái đồ luộc thì các bạn nghĩ đi. Bá cháy bò chát luôn bạn ơi. Chỉ có là nói là bạn nấu bao nhiêu cơm thôi nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ tiến hành làm đây. Đây, bắt đầu mình sẽ kho cá nha các bạn. Đó, bây giờ là mình là cái này là mình làm lúc nào nha các bạn. Cho con cá nó đẹp hay không đẹp là lúc này nha các bạn. Đó. Còn đó mình làm cái xin nắng luôn các bạn. Cũng như kho khu vậy kia đó các bạn. Rửa cho nhỏ lại chút các bạn ơi. Đó, bắt đầu cho cá rô vô. Đây nghĩa là cái này là mình sẽ lấy màu cho con cá nha các bạn. Làm nửa cái nhỏ lên càng tốt, có thể tắt lửa cũng được nha các bạn. Để chú mặt là mình lấy màu con cá chứ các bạn. Xong rồi nha các bạn, con cá được lấy màu rồi. Thì kế tiếp đó là như thế nào? Mình sẽ cho nước mắm vô nha các bạn. Cho nước mắm vô. Nêm một ít bột ngọt vô các bạn. Nêm một ít đường nữa nha các bạn. Không thể nào cho tí nước cho các bạn. Và bắt đầu mình sẽ kho khô nha các bạn. Đó. Tí nước vô. Thì con cá nó mới chín được nha các bạn. Đó. Rồi, bên cạnh đó mình sẽ cho bầu vô nha các bạn. Bầu hơi già chút các bạn. Bầu nè. Thấy cái hộp hộp này nó hơi già chút các bạn. Đây là trái hủ qua. Gừng nha các bạn. Đặng lắm á. Còn cái cải thì này là mình sẽ ăn sống nha các bạn. Kéo cả ít ớt vô cho nó đừng có mồm các bạn. Xong
Đây, nồi cá rô kho tộ nha các bạn. Quá đã nha các bạn ơi. Để mình lấy thêm. Một hai cái hết gì đó. Thả vô một cái cho nó đẹp các bạn. Nồi cá rô kho tộ của mình nha các bạn. Một chút nữa xem mình sẽ ăn chung với đây. Bầu luộc với hủ hoa. Hủ hoa gừng với dĩa cải thảo nha các bạn. À, đây mình sẽ kho khô luôn nha các bạn. Để cho thành kho tộ luôn mà nó nhắc xuống nha các bạn. Nhưng mà có cái nào mình sẽ để miếng hành vô cho thơm nha các bạn. Đó, để chút xíu nữa mình sẽ để hai miếng hành vô cho thơm. Tìm cái chơi vui coi. Chào các bạn, mời các bạn ăn cơm nha các bạn. Đó, bữa nay cơm với đồ luộc chứ cá rô nha các bạn. Đó, để anh nhiệt dễ cá rô cho mình nha mình. Đây nha mình. Cái rô nó xương dữ lắm nha mình. Từ từ nha, có xương nhả nha cưng. Cái xương gì mình ơi. Xương một cái là nguy hiểm lắm nha mình. Ăn hú qua gừng á, đậu mẹ ăn hú qua gừng, kêu nó ăn hú qua gừng nguyên trái gì mát lắm. Xong rồi chị nhất linh gì nữa. Kêu nói là ăn hú qua gừng này chị nhất linh nữa nha các bạn. Luộc để nguyên trái bán quá à. Nhìn xương cho mình. Quá ngon các bạn ơi. À, cá rô kho tộ ăn với đồ luộc nha các bạn. À, kho tộ đây, cá tộ đây. Cũng đủ bụng mình, để rồi mình vô ăn luôn các bạn. Xuống là nhả liền nha. Lấy xe thì chẳng rồi đó. Cậu dưới thấy không? Xong ra ngoài kia con camera kia nó gáp luôn có ấy là có 12 triệu. 2.900.000 chứ.
cái hộp bạn ơi. Hộp này dị liệu khó chịu. Chứ không có hộp này ta ăn trứng thần luôn á. Ngon chứ. Vậy. Quá non vậy à. Cái chỗ ngoài Tây Bắc đang chín còn nổi. Quá non kìa, ta mới để hộp. Nghĩ giờ mẹ. Thì mình ăn không em lắm rồi. Cái bầu mới anh mua cũng già nữa chứ. Nhìn như bái cho mình. Cái bột kho tộ ngon thì các bạn nhưng mà xương nha. Chứ là ăn cái bột to gì mà nó còn xương nó nói như cái bột nhỏ. Ba con. Nó thay bán được một cái gì thôi. Tại vì nó mới có thái độ không hành kiểu gói hành để mình nghi ngờ đúng không? Nó nhiều cái thái độ cái gì kỳ cục chết mẹ luôn. Nó bỏ trên ngân hàng.
trước tiền mấy. Nếu ai nói gì trên mạng á, đừng ông cần nữa là có bản rồi. Nào mấy nói dùm dùm đây á. Nó bán cho mày á, nó kêu mắt. Mày bán không cũng kêu nữa. Chào cũng đang, cũng vậy cũng đang mà khỏe lại ha. Tao kêu có khách vô á. Không hồi đó một ngày mà. Khách vô là không phải đi đâu rồi. Ngó cò nè, ngó như thế nào.
Chào các bạn ơi. Vâng vâng. Mà chú. Chào. Chào chú. Chào các bạn.